Tại trên Skim, việc tạo ra cặp chân mày không chỉ là tạo ra những đường nét đẹp tự nhiên trên khuôn mặt của bạn, mà còn là một phiên bản chân mày duy nhất. Mỗi bước trong quá trình cung cấp dịch vụ đều được cá nhân hóa theo từng khách hàng. Khởi điểm sự cá nhân hóa sẽ bắt đầu ngay từ khi bạn bước chân tới trên Skim với bước kiểm tra và tư vấn trước khi tạo sợi. Bạn không chỉ đến trên Skim để làm mây, bạn đến để tạo một phiên bản mới của bản thân. Không có một dáng lông mày nào phù hợp cho tất cả mọi người. Trên Skim sẽ tìm hiểu về phong cách, tính cách và cá tính riêng của bạn để bảo đảm bạn sẽ có cặp chân mày hoàn hảo được cá nhân hóa cho chính bạn. Trước khi bắt đầu đi sợi, các chuyên viên trên Skim sẽ thiết kế dáng mày cực kỳ tỉ mỉ dựa vào khung xương chân mày, tỷ lệ mắt, dáng mặt cũng như sở thích của khách hàng. Khi tạo dáng mày dựa trên những yếu tố này sẽ giúp bạn có dáng mày hoàn hảo, khắc phục nhược điểm khuôn mặt. Quá trình tạo sợi Fly Brows không chỉ đơn thuần là việc đi sợi mày. Trên Skim bảo đảm rằng mọi yếu tố từ tỷ lệ, màu sắc đến kỹ thuật đều hoàn hảo, phù hợp với cá tính của bạn. Các chuyên viên căn cứ vào đặc điểm da của mỗi khách hàng. Chẳng hạn, việc đi mực trên vùng da chưa từng phun mày sẽ khác biệt so với vùng da đã trải qua nhiều lần phun xăm và bắn laser. Nhưng quá trình của trải nghiệm với cặp chân mày mới của bạn ở trên Skim không kết thúc ở đó. Sau khi bạn ra về với đôi mày mới, các nhân viên sẽ chăm sóc khách hàng tỉ mỉ, tư vấn về cách chăm sóc và những băn khoăn sau khi làm mày. Thời gian sẽ làm cho hàng lông mày này ngày càng mềm mại và hài hòa với mọi đường nét trên gương mặt, như thể chúng vốn dĩ thuộc về bạn. Trên Skim tin rằng mỗi người đều độc đáo và xứng đáng có một phiên bản chân mày hoàn toàn riêng biệt, một phiên bản Fly Brow chỉ dành riêng cho chính bạn.